Xin chào tất cả các em nha. Video này mình sẽ cập nhật lông dáng từ túc cần SFB từ dáng Sophie One đấy các bạn. Hiện tại các bạn nào làm dáng của mình thì các bạn vào inbox của con túc cần này các bạn. Rồi các bạn hiện tại hiện ra một inbox nha các bạn. Các bạn nhấp vào một inbox nha các bạn. Rồi các bạn nhập mật khẩu của mình vào các bạn. Rồi sau khi tất cả anh em bấm vào mật khẩu giao dịch trước khi anh em đăng ký, anh em đã tạo tài khoản nha các anh em. Rồi anh em bấm xác nhận nè. Xác nhận nè. Hiện tại em lắp ok vô rồi. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn tất cả anh em tham gia inlock cái token này thành công nha tất cả anh em. Khi nào tất cả anh em chờ chút xíu nha anh em. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn inlock tài khoản con SFB này các bạn. Sau khi tất cả các bạn inlock xong thì cơ khoản các bạn chờ cho nó gửi về cho cái địa chỉ này nha tất cả các bạn, thì các bạn có thể chuyển gửi được nha các bạn. Hiện tại mình mới chẳng thấy inlock các bạn, nó đang gửi cho mình sao nha tất cả các bạn. Rồi sau khi nó về thì các bạn, con này mình sẽ thu mua cho tất cả các bạn nha các bạn. Vậy video này đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.